đang đến với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, những cuộc biểu tình chống Zero Covid tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc. Theo nhiều nhà phân tích chính trị cho biết, những cuộc biểu tình trên đường phố hiếm hoi đã nổ ra tại nhiều thành phố Trung Quốc, cho thấy dân chúng phản kháng chính sách Zero Covid do ông Tập Cận Bình đưa ra và công khai thách thức ông. Bess Will, chuyên viên về Trung Quốc của Asia Society cho biết trong suốt 10 năm cầm quyền của ông Tập Cận Bình, đây là lần đầu tiên người dân biểu hiện sự tức giận công khai đối với chính sách của Bắc Kinh. Đây là thách thức lớn nhất trong nước đối với ông Tập Cận Bình. Từ cuộc biểu tình 2019 ở Hồng Kông chống luật dẫn độ, ông Tập đã nhận trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo cuộc chiến đẩy lùi đại dịch, biện minh cho chính sách Zero Covid đúng đắn và cho đây là một trong những thành tựu chính trị khi ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3, phá vỡ tiền lệ tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 vào tháng 10 vừa qua. Những nhà phân tích chính trị cho rằng mặc dù những cuộc biểu tình khiến cho ông Tập Cận Bình bối rối, nhưng họ không thể lật đổ được ông vì ông hoàn toàn kiểm soát đảng, quân đội, an ninh và cả bộ máy tuyên truyền. Iran đã bắt cháu gái của lãnh tụ tối cao vì chỉ trích chế độ. Cảnh sát Cộng hòa Hồi giáo đã mạnh tay đàn áp người tố cáo họ gia tăng sức mạnh đàn áp làm chết người biểu tình. Trong đó thì có vụ bắt một nhà hoạt động nhân quyền cháu gái của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Sự kiện mới nhất đã xảy ra tại Iran cho thấy là chế độ cảnh sát Iran đang gia tăng biện pháp mạnh để chấn áp người chỉ trích việc họ dùng vũ lực để đàn áp các cuộc biểu tình kéo dài 2 tháng qua. Nhà vận động nhân quyền Farish Morakani bị bắt hôm thứ Tư khi bà đến văn phòng công tố theo lệnh. Farideh Mohsini, cháu gái của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, trước đó đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ khắp thế giới cắt băng giao với Iran bằng đoạn video được công bố 2 ngày trước khi bị bắt. Farideh Mohsini kêu gọi mọi người khắp thế giới thúc giục chính phủ của họ cắt đứt băng giao với chế độ Iran, trong khi các cuộc biểu tình lan rộng và ngừng mọi giao dịch với chế độ này. Farideh Mohsini cho biết là người Iran đã phản đối các chính phủ ủng hộ chế độ Iran, đồng thời kêu gọi các quốc gia dân chủ triệu hồi đại diện của họ và trục xuất đại diện của Iran khỏi quốc gia mình. Phần Lan đã mua thêm vũ khí từ Hoa Kỳ để tăng cường phòng thủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí quan trọng thứ hai cho Phần Lan trong vòng một tháng, giúp nước láng giềng Bắc Âu của Nga trong nỗ lực tăng cường phòng thủ vì cuộc chiến Ukraine. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2, Phần Lan đã quyết định cấp thêm 1.7 tỷ euro, tức là khoảng 1.76 tỷ Mỹ Kim mua vũ khí và vật liệu quốc phòng. Trong năm nay, Cố vấn Chính phủ là Ika Martila thuộc Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết ngày 29 tháng 11 rằng một phần đáng kể trong số đó sẽ được chi cho những giao dịch mua từ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói đề nghị bán hỏa tiễn chiến thuật và những thiết bị liên quan với giá ước tính 323.3 triệu Mỹ Kim, cải thiện năng lực vũ khí không đối không và không đối đất của Phần Lan. Phần Lan có kế hoạch sử dụng những hỏa tiễn này với phi đội máy bay tàng hình F-35 mới mà họ cũng đã mua từ Hoa Kỳ. Đến với phần tin tức từ Việt Nam, gần 1.000 chiếc xe hơi điện Việt Nam được đưa sang Hoa Kỳ. VinFast là nhà sản xuất xe hơi chạy điện của Việt Nam đã vận chuyển lô đầu tiên sang Hoa Kỳ, hoàn thành nỗ lực kéo dài 5 năm nhằm xây dựng trung tâm Đông Nam Á, đưa hàng sang thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Lô hàng 999 chiếc VFA, một chiếc crossover chạy điện với công suất là 402 mã lực, phạm vi hoạt động khoảng 290 dặm với giá khởi điểm là 40.700 Mỹ Kim một chiếc, đã được chuyển đến cho khách hàng tại Hoa Kỳ đặt trước vào cuối tháng 12. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup cho biết rằng việc xuất cảng 999 chiếc VFA đầu tiên là sự kiện trọng đại đối với VinFast và Vingroup, đồng thời là cột mốc lịch sử đầy hãnh diện đối với ngành ô tô Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam đã sản xuất thành công xe điện đạt phẩm chất cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Lô xe thứ hai dự kiến sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ vào tháng Giêng. Ngoài VFA và VF9 đều là SUV, thì dòng xe điện thông minh của VinFast bao gồm VF5, 6 và 7 đều đã được Pininfarina và Torino Design thiết kế. VinFast đặt mục tiêu cuối cùng là nội địa hóa sản xuất tại Hoa Kỳ với kế hoạch là sản xuất ô tô tại một nhà máy ở North Carolina bắt đầu từ năm 2024. Người cao tuổi đã rời đồng bằng sông Cửu Long vì cuộc sống khó khăn. Nhiều nông dân đồng bằng sông Cửu Long phải rời bỏ đồng ruộng trang trại vì tình trạng ngập mặn ngày càng tồi tệ. Mặc dù họ đã cố gắng chuyển cây trồng từ lúa sang nhóm chịu mặn hơn, năm 2016 nước tại những kênh rạch ở đoạn nối với sông Mekong nhiễm mặn tới mức cây khóm cũng không ra trái. Năm đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị hạn hán khiến 600.000 người không tiếp cận được với nước ngọt. Lượng mưa dưới mức trung bình
ở những đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong giữ nước của con sông được xác định là nguyên nhân chính gây hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long. Lưu lượng nước ngọt ở hạ lưu đã giảm, nghĩa với việc dòng sông ít có khả năng đẩy nước biển trở lại, khiến cho nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa, gián đoạn trung tâm nông nghiệp ven biển và gây thiệt hại 320 triệu Mỹ kim. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam theo truyền thống là vùng trù phú, chỉ có 17 triệu người sống trong vùng và nuôi sống phần lớn dân số 100 triệu người dân, sản xuất hơn một nửa tổng số lượng gạo quốc gia. Nhưng từ năm 2009, đồng bằng sông Cửu Long trở thành một trong số ít nơi trên cả nước có dân số thu hẹp, đất nông nghiệp thì xấu đi, thiếu nước, sạt lở và ô nhiễm khiến cho 1.1 triệu người, tương đương với một dân số của một tỉnh phải di cư. Xe tông vào gốc cây ở Irvine, một người đã bị thiệt mạng và một người bị thương. Một người thiệt mạng và một người khác thì bị thương và một con chó cũng bị thương sau khi một chiếc xe hơi tông vào gốc cây ở thành phố Irvine, California chiều thứ Bảy, 26 tháng 11. Sở cứu hỏa Orange County cho biết là tai nạn chết người này đã xảy ra lúc 3 giờ 17 phút chiều gần đường Barranca và xa lộ 133 ở Irvine. Khi nhân viên cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, thì một người trên xe đã bị thiệt mạng và người thứ hai ngồi cạnh bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, cùng với một con chó bị thương ở chân. Sở cứu hỏa Orange County đang điều tra nguyên do xảy ra tai nạn và chưa công bố danh tính của người bị thiệt mạng. Thưa khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sinh viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Vâng, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm, đại diện hơn 50 hãng bảo hiểm lớn và uy tín như Nationwide, Farmers, Amtrak, Progressive, Safeco và Travelers. Và BNT Insurance cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình giảm giá rất đặc sắc cho các bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại. Đồng thời có quỹ về hưu 35% bonus. Quý vị bỏ vô tiền vô quỹ về hưu của mình 100.000, quý vị sẽ có ngay 135.000 trong tài khoản. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết xin hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng, an lạc.